Một cái người trẻ như Phương á, cái niềm vui lớn nhất đó là có một người mẹ mà năm nay, và đương nhiên một người cha nữa, hôm nay cha không có mặt, mà năm nay có một cái tuổi trẻ thanh xuân nó tuyệt vời như vậy. Ok không ạ? Tại vì cái thời mà Phương còn nhỏ, các anh chị, Phương sinh năm 1986, tức là năm nay 33 tuổi rồi. Nhưng mà thời mà Phương còn nhỏ đó, thì Phương nhìn ông bà ngoại và ông bà nội đó, thì thấy là mọi người đâu đó khoảng 60, 65 tuổi là đã như thế nào lắm rồi các bạn. Là đã rất là lụ khụ rồi đúng không ạ? Là đã mặc một cái phong cách thời trang mà chỉ có Việt Nam mới có, đó là đồ bộ. Đúng không ạ? Một phong cách thời trang rất đặc trưng của Việt Nam, không nước nào có, là mặc đồ bộ và ngày ngày ở nhà. Đúng chưa ạ? Và đương nhiên là bởi vì ông bà cũng đã dành cái khoảng thời gian thanh xuân của mình để mà nuôi cha mẹ mình lớn lên rồi. Cho nên giống như cô Nga kể đó, cái điều đáng tiếc nhất đó là đến cái tuổi mà gia đình thoải mái về tài chính đúng không ạ? Dư giả về thời gian thì ông bà lại gần như không đi đâu và không làm được gì. Và hàng ngày chỉ có quanh quẩn ở nhà thôi. Và thời gian đầu còn tự chăm sóc được bản thân, thời gian sau là phải có người tới nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, tại vì không còn sức để làm cái gì khác. Đúng không ạ? Như là hồi xưa đó, lúc mà Phương còn nhỏ đó, Phương nghĩ đâu đó khoảng 60 tuổi là già lắm rồi, là cuối cuộc đời rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà ngày nay khi mà Phương nhìn lại ba mẹ Phương, mẹ cô Nga thì 63, 64 đúng không ạ? Còn ba Phương là 65, 66 rồi. Và cả hai ba mẹ Phương đều đang sống cuộc sống của những cái người mà nếu mà so ra thì giống như các anh chị đâu đó đang khoảng 40 ở ngoài xã hội người kia. Thì đó có thể nói là một trong những cái tin mừng lớn nhất trong cái thời đại chúng ta đang sống ngày nay các anh chị. Ok không ạ? Đó là khoa học công nghệ đã tiến bộ, kiến thức và tư duy con người chúng ta đã tiến bộ để cho phép chúng ta gần như có thể kéo dài gấp đôi cái cuộc sống của mình, cái tuổi thọ của mình. Ok. Nhưng mà kéo dài tuổi thọ đó các anh chị, nó cũng không đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ sống một cuộc sống có chất lượng. Ok không ạ? Nếu như bây giờ chúng ta kéo dài được tuổi thọ, chúng ta sống được năm 120 tuổi, nhưng mà đâu đó khoảng 10 năm, 15 năm cuối đời thì mình lại nằm liệt giường, như nãy cô Nga nhắc đến đúng không ạ? Thì đấy cũng có phải là cuộc sống hay không ạ? Đấy cũng không phải là cuộc sống đúng không ạ? Mà chúng ta muốn là làm sao chúng ta sống năm 120 tuổi thì 60 năm cuộc đời đầu tiên á là mình sống như sách vở và sách giáo khoa rồi đúng không ạ? Nhưng mà 60 năm cuộc đời sau này đó các anh chị, thì mình vẫn còn sức khỏe, vẫn còn tuổi trẻ và vẫn còn khả năng sống theo cái cách mà mình muốn. Được không ạ? Vẫn phải có khả năng làm những việc mình thích kìa các anh chị. Thì đó mới là cuộc sống. Okay. Thế thì ngày hôm nay Phương rất là vui có mặt ở đây chia sẻ với các anh chị một số những cái thông tin mang tính khoa học. Ok không ạ? Hồi nãy là chúng ta nghe cái câu chuyện người thật, việc thật và cái trải nghiệm thực tế của mẹ Phương là cô Nga. Còn bây giờ Phương sẽ chia sẻ một số những cái thông tin khoa học. Và các anh chị biết có một cái điều đáng buồn như này các anh chị. Y khoa của chúng ta thì đã rất là phát triển rồi. Cuộc sống chúng ta đã rất là phát triển rồi. Nhưng mà kiến thức về sức khỏe của chúng ta thì gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Đúng không ạ? Và những cái thông tin khoa học mà hôm nay Phương chia sẻ với các anh chị, nó là một ngành khoa học mà đã tồn tại rất là nhiều chục năm rồi các anh chị. Tên của nó là ngành khoa học về chống oxy hóa. Và những cái thị trường phát triển hơn như là Mỹ và châu Âu thì đâu đó cũng có phần lớn người dân là người ta biết về nó. Nhưng mà ở những cái thị trường đang phát triển như Việt Nam mình thì hầu như không ai biết. Đúng không ạ? Và một trong những cái nỗi buồn lớn nhất tại Việt Nam Phương thấy đó là phần lớn chúng ta bây giờ ai cũng sợ bệnh tật đúng không ạ? Một trong những cái từ khóa mà người Việt Nam mình bây giờ sợ nhất, đó là từ khóa gì nếu mà dính tới sức khỏe các anh chị? Ung thư đúng không ạ? Bây giờ động tới là ai cũng sợ ung thư. Nhưng mà cái nỗi sợ của chúng ta nó rất là chung chung. Nó rất là mờ nhạt, rất là trừu tượng các anh chị. Nỗi sợ đó thì rất là cụ thể. Tại vì là cứ dậy là sợ. Bụi mịn hôm nay đâu không khí nhiều quá. Đúng không ạ? Cứ dậy là sợ. Nhưng mà vậy cuối cùng ung thư là gì? Nó tới từ đâu? Và mình có thể làm gì để bảo vệ? Không ai biết. Đúng không ạ? Vậy thay vì chúng ta đi tìm cách bảo vệ bản thân thì hàng ngày chúng ta cứ sống trong nỗi sợ. Mà khoa học nghiên cứu đó các bạn, chúng ta càng sợ thì sao các bạn? Càng dễ bị ung thư. Chúc Phương chia sẻ các bạn thông tin khoa học nó chứng minh điều đó. Ok không ạ? Ok, cho nên ngày hôm nay thì không sao, chú Phương dùng. Dạ. Thì ngày hôm nay là sẽ chia sẻ với các anh chị những cái thông tin khoa học để chúng ta bỏ qua đi những cái nỗi sợ rất là chung chung và trừu tượng như vậy. Ok không ạ? Có một lần Phương sang Sydney ở Úc gặp thăm gia đình cậu của Phương, có nhà Phương có một người em trai đó, của mẹ Phương đó, phải của tôi. Em trai của mẹ Phương là cậu Phương đó. Thì nhà đã di cư sang Úc sống. Và mình sang Sydney thăm gia đình thì hai cậu cháu đang ngồi đợi xe lửa đó, cậu mới hỏi thăm là sao mới cách đây mấy năm rồi, cậu mới hỏi là mới dọn ra ngoài ở riêng đó thì cuộc sống ở riêng sao rồi, ăn uống sao? Thì mình cũng chỉ nói sự thật thôi các anh chị, đó là mình bảo là không, ăn uống thì dễ lắm, ngày ngày con ra ngoài con ăn thôi chứ còn rất là bận và rất là lười rửa bát cho nên là không có tự nấu ở nhà. Thì mới nghe tới đó thôi cậu Phương đã rú lên, thật ra không phải là rú nữa, một người đàn ông nữa là khó rú đúng không, nhưng tóm lại là hét ầm lên đúng không ạ? Trời ơi, làm sao làm như vậy được? Xong mình bảo sao vậy cậu, không được đi ăn hả? Không, trời ơi, ăn ở ngoài bị ung thư chết đúng không ạ? Đấy là cái điều mà rất là nhiều người, nếu như mà họ có cơ hội ra nước ngoài sinh sống và có cơ hội sống trong một cái bầu không khí nó tương đối gọi là trong lành và thực phẩm nó sạch sẽ hơn Việt Nam mình một chút đó, thì lúc nào người ta sẽ nghĩ là ăn ở ngoài là sao các bạn?
dễ ung thư. Đúng ạ, và đó là một kiểu nỗi sợ rất là chung chung. Nhưng mà thực tế ngày nay các anh chị, nếu có hiểu biết thì ở Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể khỏe mạnh hơn một người ở nước ngoài. Nhưng mà như thế nào ạ? Nhưng mà thiếu hiểu biết. Cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta có hiểu biết hay không các anh chị, và có làm những gì cần làm không, chứ không phải chuyện chúng ta sống ở đâu và sống như thế nào. Ok các anh nha. Vậy hôm nay những cái thông tin khoa học này hy vọng là sẽ giúp chúng ta cập nhật một chút đó, và thay đổi một chút những cái góc nhìn cũng như là những cái hiểu biết của mình về cái sức khỏe của mình. Để sau đó chúng ta không có là sống trong nơm nớp sợ hãi nữa các bạn, mà ít ra chúng ta biết phải làm gì để bảo vệ bản thân và gia đình. Ok không ạ? Và trước khi bắt đầu, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tới đây buổi sáng ngày hôm nay. Xã hội mới của mình bây giờ rất là bận rộn, và hầu hết chúng ta nếu mà có thời gian rảnh thì mình sẽ hay làm một cái gì đó mà thường là mang tính giải trí rất là cao, đúng không ạ? Phần lớn chúng ta biết là con mèo nhà Trấn Thành tên gì? Đúng không? Tên gì các bạn? Biết luôn, cùng ai biết luôn, trời ơi. Đúng ạ, nhưng phần lớn chúng ta lại không biết gì về sức khỏe của mình. Đó, thì tất cả chúng ta ngày hôm nay đã dành cái thời gian tới đây nghe về sức khỏe của chính mình, đó đã là một cái việc làm rất là khác biệt rồi, và rất là đáng trân trọng. Nhưng một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta được không ạ? Anh chị, các anh chị, mình đang chỉnh slide bằng máy nào em? Máy này đúng không? Xoay xoay giùm chị nhé, chị tự chỉnh như vậy. Rồi, thank you em. Ok các anh chị, rồi, một vài hình ảnh. Lúc trước Phương có 10 năm sinh sống học tập và làm việc ở tại nước Anh. Điều này chỉ để nói là tiếng Anh của tôi rất giỏi. Ok. Chứ còn thật ra tôi học bằng cử nhân và kinh tế, không liên quan gì đến y tế và sức khỏe cả. Ok, nhưng điều đó có nghĩa là Phương có đủ tiếng Anh để đi nghiên cứu và tổng hợp thông tin và tài liệu trong suốt 6 năm vừa qua. Phương học từ Oxford, là một trong 3 cái đại học hàng đầu thế giới. Đây là ảnh vào cái ngày mà Phương tốt nghiệp đại học năm 2008. Mặt tôi kia. Đó, hơi đen, thời đấy không được đẹp lắm. Ok. Rồi, và tốt nghiệp xong thì Phương có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở ngay tại thủ đô London của nước Anh. Và đây, hình ảnh hồi đó hàng ngày tôi đi làm. Bây giờ thời trang hơn một chút đúng không? Thật ra hôm nay không thời trang lắm đâu, toàn bộ đồ đẹp nhất của Phương đã đóng vali để mai tôi đi Mỹ mất rồi. Hôm nay đây là bộ đồ duy nhất còn sạch ở nhà, nên hôm nay không đẹp lắm, các bạn thông cảm. Nhưng mà đây là hình ảnh hồi xưa mà hàng ngày Phương đi làm ngân hàng ở Anh, được không ạ? Ở đó Phương làm cho một cái tập đoàn tài chính tên là JP Morgan, và đấy là một trong 5 cái ngân hàng đầu tư lớn nhất trên thế giới luôn, và mình làm ngay tại London nước Anh. Nhưng mà sau 3 năm kinh nghiệm làm việc tại London thì tôi trông như thế này đây. Cái hình này các bạn thấy tôi có cái hình dáng của cái gì các bạn? Nó rất là tròn và nó rất là đều đúng không? Đó, tới eo nó không có vô như vậy, mà tới eo đi thẳng xuống đúng không các bạn? Đó. Và không những thế, tới mông và đùi nó còn phình ra nữa. Okay. Và nếu mà nhìn lại thấy hồi đó tôi hơi giống cục giò. Giống cục giò lụa không? Đó. Ok. Thế đấy là Phương vào năm 2011, lúc mà chuẩn bị, ở đây 2010 đúng không? Chuẩn bị về Việt Nam. Thì Phương muốn chia sẻ với các bạn một điều, đó là Phương đã rất là may mắn 10 năm ở nước ngoài như vậy, một quốc gia phát triển như vậy các bạn. Học rất nhiều, biết rất nhiều, đúng không ạ? Làm việc gặp rất nhiều người giỏi. Và Phương giỏi rất nhiều thứ. Nhưng có một điều mà không ai dạy Phương, đó là ăn uống như thế nào cho đúng cách. Ok không ạ? Và 3 cái năm Phương ở London đó các bạn, Phương rất là may mắn. Tại vì ở ngay sát một cái McDonald's mà nó mở 24/7. Điều đó có nghĩa là giờ nào muốn ăn hamburger cũng được. Okay. Và điều đó có nghĩa là đó khoảng 1-2 năm trước khi Phương về Việt Nam đó, là Phương ăn hamburger trừ cơm. Tại vì quá bệnh về không có, hồi đó lúc đầu còn ở chung với người yêu còn nấu ăn cho, xong người yêu hết visa phải về Việt Nam, không có thằng nào nấu cho ăn hết, thế là đành phải ra McDonald's ăn. Ok không ạ? Và ăn McDonald's trừ cơm liên tục trong vòng 2 năm, cho nên mới thành cục giò như vậy. Ok. Và cái điều thú vị đó là mình biết rất nhiều nhưng mình không hề biết là ăn uống như thế nào cho tốt. Và các bạn biết đây là cách đây 9 năm rồi đúng không ạ? Chứ còn ngày nay đó thì ăn như thế nào cho tốt và ăn cái gì thì chống ung thư thì trên mạng nó nhiều không ạ? Đấy đấy, nhưng mà thời đó không ai biết hết á. Và cũng không ai dạy mình các anh chị. Và bây giờ nhìn lại giống như cô Nga nói đó, mình nhìn lại mình cảm thấy rất là tiếc và cảm thấy rất là buồn, là tại sao thời xưa mình lại có thể đối xử với bản thân như vậy. Đúng không ạ? Tại sao thời xưa mình lại có thể dành ra 90% thời gian của mình đi kiếm tiền, trong khi cái tài sản quý nhất là bản thân mình thì mình lại không dành thời gian chăm sóc nó. Đúng không ạ? Chưa một ngày nào bỏ thời gian ra để xem ăn gì cho tốt. Béo thì bảo tặng người mà nó dễ béo. Ok, đó. Cho nên là rất hay đổ lỗi cho số phận. Ok các anh chị, thế thì đây là gia đình Phương. May quá, bây giờ đẹp lại rồi. Gia đình Phương mới chụp hồi đầu năm nay 2019, cô Nga chúng ta gặp rồi. Các bạn thấy cái phần này có gì sai không? Một người 63 tuổi, một người 66 tuổi và tôi 30 tuổi, nhưng mà tôi mặc đồ đen nhất ở trong cái tấm hình này. Còn cái người 63 tuổi thì vừa xanh nón chuối mà lại còn vừa nở hoa nữa. Kỳ khủng các bạn. Còn ba tôi thì quá thời trang, hãy chụp hình còn đứng nghiêng đầu. Còn mình là trông như một khúc gỗ. Kỳ lạ. Okay, thế là gia đình của Phương. Và như cô Nga đã nói đó, gia đình mình mặc dù là
do ba mẹ Phương làm việc rất là thành công và cũng rất là chăm chỉ trong rất là nhiều năm các anh chị, thì đến một cái thời điểm gia đình mình không có quá lo về tiền nữa, nhưng đánh đổi lại đó là bỏ ra rất nhiều sức khỏe, đúng không ạ? Đánh đổi rất rất nhiều sức khỏe để mà có được cái tài chính ổn định cho gia đình. Và Phương còn nhớ hồi Phương còn bé mà vô phòng ba mẹ Phương đó, chỉ có một mùi duy nhất mà Phương còn nhớ cái mùi đó tới bây giờ, đó là mùi dầu gió. Tại vì hồi đó bệnh đau, và hồi đó không hiểu là bệnh gì đau gì, chỉ biết là rất bệnh và rất đau thôi. Và thế là chỉ có một cái giải pháp duy nhất, đó là bôi dầu gió và uống thuốc tây, và cứ liên tục như vậy, và cạo gió nữa, đúng không ạ? Và cứ liên tục như vậy mười mấy năm trời. À, thì đấy là cái lý do vì sao mà chúng mình mới quan tâm đến sức khỏe như vậy. Và nếu các bạn nhìn kỹ một chút thì các bạn thấy bàn tay Phương không ạ? Thì Phương có trong người một cái bệnh, nãy tôi nghe nói là bệnh mãn tính đó. Thì đây là vẩy nến. Ok, à, được rồi. À, bạn nào mà có cái gì đó thì gặp sau. Cứ ra đường ai gặp Phương cũng: "Trời ơi chị, cái này phải chữa, em có thuốc nè." Gặp 10 người hết 9 người: "Em có thuốc để em đưa chị bôi." Mệt quá, bôi hoài không hết. Ok, tại vì cái bệnh này nó không đơn thuần là bệnh ngoài da các bạn. Cái bệnh này nó còn phải liên quan đến ăn uống, nó còn phải liên quan đến stress, nó còn phải liên quan đến ngủ nghỉ nữa. Ok không ạ? Và những thứ đó tôi tìm hiểu tôi biết rồi. Nhưng thôi, bạn nào muốn bán gì cho tôi thì ra gặp sau cũng được. Đừng bán ở đây. Ok. Rồi, phải nói trước là ai gặp tôi quá để em đưa thuốc cho chị. À, thế thì vì những cái bệnh như thế này trong người Phương là các anh chị, và như cô Nga nói là những bệnh nó không thể chữa bằng thuốc được. Ok, cho nên là từ cách đây 6 năm gia đình Phương bắt đầu đi nghiên cứu và tìm hiểu rất là nhiều về sức khỏe. Tại vì mình nhận ra một điều giống như cô Nga nói là chúng ta không thể tin được ai. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta mà có vào các cửa hàng sức khỏe bán thực phẩm bổ sung, chúng ta hỏi người bán hàng là: "Ê, tôi tuổi này bị những vấn đề này, lối sống của tôi hiện giờ ra đây nè, như thế này nè, bây giờ dùng cái gì?" Thì các bạn nó nghĩ là nhân viên bán hàng đã tư vấn được cho mình mà. Không, đúng không ạ? Nhân viên bán hàng họ ở đó để làm gì các bạn? Để bán. Cho nên là nếu mình hỏi sản phẩm này tốt không, nó sẽ nói gì ạ? Không thể nào tin được ai, đúng chưa? Cho nên là chúng ta tự tìm hiểu để cho bản thân của mình. Cho nên là khi tụi Phương đi tìm hiểu như vậy thì mình có rất là nhiều bạn ở nước ngoài, đúng chưa? Thì có những cái người bạn của tụi Phương ở Mỹ đó mới chia sẻ cho tụi Phương một cái webinar. Thời đó là họ chưa có livestream trên Facebook, còn vô mấy cái webinar, tức là những cái buổi phát live cũng là online đó, nhưng mà phải vô mấy cái phòng họp mới nghe được. Thì webinar của một cô tên là Hannah Ái Hạnh Trần, và cái câu chuyện của cô này là thay đổi hoàn toàn cách mà gia đình của Phương nghĩ về sức khỏe. Được không ạ? Thì cô Hannah Ái Hạnh Trần là Việt kiều Mỹ, và cô ở Mỹ 40 năm. Thì ở trong 40 năm đó có hết 30 năm là cô làm trong ngành khoa học về xét nghiệm. Tức là cái người này là một khoa học gia các bạn. Cô không phải là bác sĩ, cô không đi chữa bệnh, nhưng cô là cái người ngồi trong phòng thí nghiệm để mà làm xét nghiệm về bệnh tật và làm xét nghiệm về thuốc thang. Ok, cô là một người khoa học gia chuyên về nghiên cứu. Và cô nguyên là giám đốc và cố vấn cho cái trường y nổi tiếng nhất và đào tạo ra nhiều bác sĩ danh tiếng nhất tại Mỹ, đó là trường John Hopkins Medical School. Thì đây là một trong những trường y rất rất là có tiếng các anh chị, cũng như đã từng làm những tập đoàn rất là lớn rồi. Nhưng mà cái câu chuyện của cô nó như thế này các anh chị, đó là bởi vì cô làm trong ngành khoa học xét nghiệm, cho nên hồi đó cô có quan tâm đến sức khỏe của gia đình, và cứ 6 tháng một lần thì cô sẽ lấy toàn bộ mẫu máu của người trong gia đình đi xét nghiệm, làm chuyên về xét nghiệm mà. Và không phải giống như chúng ta vào bệnh viện là mỗi lần đi như vậy xét nghiệm khoảng 12 cái xét nghiệm là hết nhiều lắm luôn rồi, đúng không ạ? Còn cô này cô đi xét nghiệm tới 300 cái xét nghiệm cho toàn bộ mẫu máu của gia đình, và làm đều đặn, làm liên tục, làm thường xuyên như vậy. Chúng ta nghĩ là bảo vệ sức khỏe tốt không ạ? Rất là an tâm, đúng không ạ? Làm vậy là nghĩ là làm hết cách rồi đó, rất an tâm rồi. Nhưng mà cuối cùng sau đó ở tuổi 53 thì chồng cô vẫn phát hiện ra ung thư, và cuối cùng chỉ khoảng 6 tháng sau là mất, không cứu kịp. À, thì khi mà chuyện này xảy ra thì cô Hana rất là đau đớn nha chị, quá đau đớn đúng không ạ? Tại vì nghĩ là tại sao làm tất cả những chuyện này rồi vẫn không thể phát hiện được đủ sớm. Tại vì cái kinh khủng nhất là chúng ta không phát hiện đủ sớm, đúng không ạ? Phần lớn những vấn đề của con người mình bây giờ các anh chị, khoa học, công nghệ, y tế giải quyết được hết rồi. Chỉ có điều là một trong những lý do lớn nhất tại sao chúng ta vẫn không thể tự cứu lấy bản thân mình, đó là bởi vì chúng ta phát hiện ra quá trễ. Ok không ạ? Cho nên cổ mới đặt ra câu hỏi là: "Vậy làm sao để phát hiện ung thư ra sớm hơn đây? Sao phải là sớm hơn đây? Và liệu còn cách nào khác không ngoài việc đi xét nghiệm máu?" Ok không ạ? Thì cách đây 2 tháng đó, những cái phần mà Phương chia sẻ này đó, Phương đã đi chia sẻ rất là nhiều nơi rồi. Ở Mỹ cũng có, ở Việt Nam mình thì ở Hà Nội cũng có, miền Trung cũng có, ở Sài Gòn thì mình làm ở rất là nhiều các cái chung cư ở đây cũng có, rồi ở quận Phú Mỹ Hưng, quận 7, rồi khắp nơi Phương đều đã đi chia sẻ rồi. Thì cách đây 2 tháng đó, Phương có chia sẻ cái bài này ở trên quận 1, trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một cái trung tâm về test gen. Test gen họ mời Phương đến chia sẻ cái bài này. Thì hôm đó họ cũng mời đến một người bác sĩ
chuyên về ung thư rất là giỏi, và bác đó thực ra gọi là bác, tại bác sĩ bằng tuổi tôi thôi nhưng mà để râu rất là già, đúng là bác luôn á. Và bác đó là người chữa ung thư vú hàng đầu tại Việt Nam bây giờ, rất là giỏi. Thì nghe câu chuyện này xong đó, bác nói một câu là hồi đó đi xét nghiệm máu không phát hiện ra ung thư là đúng rồi, tại vì ung thư là mắt thường của mình phải nhìn được, chứ ung thư nó không phải là một thứ chúng ta đi xét nghiệm máu. Tức là sao, đúng không ạ? Chị đang hơi ngạc nhiên. Tại vì sao các bạn? Thấy chị hoang mang. Em chọc chị thôi. Tại sao ung thư nó chính là sự phát triển bất bình thường của tế bào, đúng không ạ? Và như vậy nếu có tế bào phát triển bất bình thường thì chúng ta phải soi và chúng ta phải chụp. Tức là phải soi và chụp hình được cơ thể của mình đó. Và chỗ nào chúng ta thấy nó có vẻ bất bình thường, nó gồ lên hoặc nó có những tế bào thì chúng ta mới nghĩ về rủi ro ung thư. Chứ chúng ta đi xét nghiệm nó không ra gì đâu. Tại vì ung thư nó là tế bào mà, nó không có phải là một cái chất hóa học gì mà chúng ta xét nghiệm ra nằm trong máu hay nằm ở đâu ra cả. Ok không ạ? Những kiến thức rất căn bản như vậy, các anh chị, câu chuyện này xảy ra cách đây 20 năm rồi. Những kiến thức căn bản như vậy hồi đó chúng ta hoàn toàn không có ai biết. Đúng vậy. Thế thì khi mà cái cô Hana này đi tìm hiểu, cô hỏi là vậy làm sao để phát hiện ra ung thư sớm hơn đây? Thì tại vì cô làm trong ngành khoa học rất là nhiều, biết rất là nhiều khoa học gia khác, thì người ta lại chia sẻ, lan tỏa và cuối cùng dẫn đường cô tìm đến cái máy này. Ok không ạ? Cái máy hồi nãy giờ anh chị được đo đó. Nhưng thật ra để nói là các anh chị hôm nay có cơ hội đo cái máy này là rất là may mắn. Tại vì chiếc máy này thì nó tồn tại rất là lâu rồi, và cái công ty mà làm ra chiếc máy này thì họ cũng mở rộng cho mọi người được đo, nhưng rất rất ít người biết đến cái máy. Okay. Tụi Phương làm ở Việt Nam 6 năm nay rồi với chỉ một mong muốn là làm ơn chỉ cần nhiều người biết đến cái máy và nhiều người đo, ý thức về sức khỏe thôi là tốt lắm rồi. Ok không ạ? Mua bán dùng sản phẩm đó là cái bước thứ ba lận. Chúng ta có thật 3 bước để chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình, chút xíu Phương sẽ giải thích cho các anh chị. Mua bán sản phẩm nó không quan trọng bằng chuyện là chúng ta hiểu biết về sức khỏe của mình để bảo vệ mình trước đã. Nhưng mà 6 năm qua rồi, cái số lượng người biết đến cái máy để mà đo, Phương nghĩ chắc không đến ngàn người. Thật sự là như vậy các bạn. Cho nên là chúng ta được đo cái máy này là rất là có duyên và rất là may mắn. Cái máy này nó làm gì chút xíu Phương nói kỹ hơn, nhưng một chút để chúng ta hiểu về cái mức độ uy tín của nó. Là nó là kết quả của 15 năm nghiên cứu khoa học các anh chị. Và cái công ty Pharmanex mà nó làm ra cái máy này, có cái tên Pharmanex ở dưới máy này, anh chị nào nãy đo họ chút ra coi sẽ thấy. Thì công ty Pharmanex này họ bỏ ra tới 100 triệu đô la Mỹ để họ đầu tư ra cái máy. Không hề nhỏ chút nào đâu các anh chị, một con số không hề nhỏ chút nào. Và họ hợp tác với đâu đó khoảng 150 khoa học gia để nghiên cứu. Và cái công nghệ của cái máy này hồi nãy anh chị em nào được đo máy rồi ạ? Dạ, yeah. Chúng ta đặt tay vào chúng ta có cảm thấy gì không ạ? Không thấy gì đúng không ạ? Tại vì cái máy này làm một việc rất đơn giản, đó là nó phát ra tia sáng để nó đo coi trong cái da của mình đó có đủ chất bảo vệ tế bào mình khỏi ung thư hay không. Chúng tôi không nói kỹ hơn cho các anh chị. Hai nhân chúng ta hiểu như vậy. Thì nó dựa trên cái công nghệ về ánh sáng đó tên là Raman Spectroscopy. Từ này khó đọc quá, đọc cũng líu lưỡi. Từ anh về đọc líu lưỡi nữa. Spectroscopy tức là công nghệ quang học của Raman. Thì ông Raman đây là một cái công nghệ đạt giải Nobel về vật lý các anh chị. Từ những năm 1940 rồi, nhưng mà công ty mình mua lại cái công nghệ này và ứng dụng ra cái máy này thời đại của ngày nay. Ok, một chút như vậy để chúng ta hiểu là cái máy này nó đáng tin. Ok không ạ? Chứ nó không phải là một cái món đồ chơi, mặc dù trông nó rất là giống đồ chơi. Ok, và cái máy này không có bán nha các anh chị. Thỉnh thoảng tôi phải nói vậy, tôi ra Hà Nội có người hỏi, máy này bán nhiêu em? Dạ không có bán. Cái máy này công ty nó sở hữu độc quyền, có bỏ tiền ra mua nó cũng không bán các anh chị. Tại vì đây là độc quyền của người ta, người ta đem ra để giúp đỡ cộng đồng thôi. Ok các anh chị nha, không phải hôm nay bán máy này. Ok, rồi. Công ty này nó có cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York của Mỹ các anh chị. Tại sao Phương phải nhấn mạnh những điều này? Tại vì ngày nay nó có quá nhiều những cái chỗ mà người ta bảo là cái này chữa được ung thư, đúng không ạ? Cái này uống vô chữa được cái này, chữa được cái kia khỏe. Nhưng mà những công ty đó là ai, tới từ đâu, có ai giám sát và có ai đảm bảo họ làm đúng hay không thì không ai biết. Đúng không ạ? Cho nên là một trong những điều quan trọng nhất của thế giới chúng ta ngày nay các anh chị, đó là chúng ta phải biết là tin vào đâu và tin vào ai. Okay. Thì đây là một công ty chúng ta có thể tin các anh chị, tại vì họ có cổ phiếu trên sàn chứng khoán của New York, tức là của Mỹ. Và nếu có vấn đề gì thì ai xử lý cho mình các anh chị? Mình được quyền kiện đúng không ạ? Được quyền kiện. Và chính phủ nước nào xử lý cho mình các anh chị? Chính phủ Mỹ xử lý cho mình. Ok. Và nếu công ty này có làm gì sai sót từ trước đến giờ, hả? Nếu mà nói sai sự thật thì giờ này nó đã phá sản lâu rồi. Đúng không ạ? Sàn chứng khoán sẽ đánh sập cổ phiếu và nó sẽ phá sản lâu rồi các anh chị. Chứ nó sẽ không có cơ hội làm điều sai trái mà liên tục. Đúng không ạ? Trong một thời gian rất là dài ở hơn 50 quốc gia, như công ty này nó đã mở cửa ở 50 quốc gia đâu. Ok các anh chị ha. Cho nên đó là một để chúng ta hiểu rằng chúng ta hoàn toàn có uy tín và có thể yên tâm. Rồi một vài hình ảnh về phòng nghiên cứu công ty thì thôi. Mai là mẹ với Phương quay lại thăm công ty rồi, lúc đó xem livestream nó đẹp hơn là cái hình này. Hình này cũng là hình chụp thôi. Ok. Rồi, 100 khoa học gia và công ty hợp tác cùng các anh chị. Thì đây là những gương mặt là chúng ta không biết đâu.
Sâu lên nhưng anh chị thấy là có thôi, Phương cũng không biết mà hết với ông này. Ok chưa? Trong 150 khoa học gia và công ty làm việc cùng thì có 75 khoa học gia là toàn thời gian, tức là nhân viên có ký hợp đồng lao động toàn thời gian với công ty, chứ không phải là lâu lâu em năm nay muốn ra cái sản phẩm này mời mấy ông về làm ra sản phẩm xong rồi thôi, hết dự án, hết hợp đồng. Không phải vậy các anh chị. Mà 75 khoa học gia này là công ty họ ký hợp đồng làm việc toàn thời gian trong suốt 35 năm qua. Và mấy ông khoa học gia này chỉ làm có một việc thôi, đó là đi nghiên cứu khoa học. Ok. Các anh chị biết là với những nhà khoa học gia đó, cái gì là quan trọng nhất đối với họ không ạ? Với những người mà chuyên đi nghiên cứu khoa học, các anh chị, cái gì là quan trọng nhất với họ không ạ? Bằng sáng chế. Bằng sáng chế à? À, đó là một cái xác nhận về thương mại. Nhưng mà với những người khoa học gia này các anh chị, cái quan trọng nhất của họ đó là tìm, tức là có những cái công trình nghiên cứu khoa học mà có thể giúp nhân loại và con người. Đúng chưa? Chứ những người này không phải vào đây để làm ra sản phẩm để kiếm tiền. Chúng ta hiểu cái sự khác biệt đó. Khác với những người mà chưa làm thương mại. Ok? Rồi. Một vài thông tin để chúng ta biết là những cái thông tin Phương Sắp chia sẻ với các anh chị đáng tin. Vậy thì cái máy này hồi nãy nó đo cho các anh chị một cái chỉ số rất là quan trọng, gọi là chỉ số chống oxy hóa. À, cái này mở sẵn rồi các anh chị. Chỉ số chống oxy hóa các anh chị. Vậy chúng ta cần hiểu cái khái niệm này trước khi chúng ta hiểu là cái chỉ số của mình như vậy là tốt hay xấu và tại sao. Ok các anh chị ha. Rồi, chống oxy hóa là gì các anh chị? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng coi. Rồi, trước khi chúng ta muốn hiểu chống oxy hóa là gì thì chúng ta phải hiểu oxy hóa là gì trước đã. Ok không ạ? Về trên màn hình của mình đây là cái gì các anh chị? Trời, lãng mạn dữ. Wow. À chị nhìn không ra à? Ngồi từ đây nhìn hơi khó không? Hơi khó nhìn đúng không? Giống gì chị? Giống đất hả? À giống đất. À, giống vỏ cây. Ok. Nhưng mà hồi nãy tôi đã nghe một ai đó nói cái từ đúng rồi, đó là rỉ sét. Dạ, đây là miếng sắt bị rỉ sét. Đúng chưa? À, đây là miếng sắt bị rỉ sét. Tại sao sắt bị rỉ sét các anh chị? À, vậy tức là oxy hóa là cái gì? Là bất kỳ cái gì mà có tiếp xúc với oxy đúng không ạ? Thì nó sẽ đều xảy ra quá trình oxy hóa. Ok. Con người mình có tiếp xúc với oxy không ạ? Vậy là sắt nó tiếp xúc với oxy mà nó như vậy thì chúng ta hàng ngày thở oxy, nãy giờ là cũng thở oxy nhiều lắm rồi đó. Sáng giờ dậy là thở rồi, chứ trong lúc ngủ cũng thở nhiều lắm rồi đó. Thì tế bào của chúng ta nó có vậy không các anh chị? Thật ra nó có đen và nó có vàng như vậy không thì tôi không biết, đúng không ạ? Nhưng nó cũng trải qua quá trình oxy hóa y hệt như bất kỳ một vật liệu nào khác thôi. Tại sao quá trình oxy hóa này nó lại gây hại các anh chị? Tại sao chúng ta cần phải chống lại nó? Ok không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Vậy thì khi mà trải qua oxy hóa đó các anh chị, cái quá trình oxy hóa này, cái thứ mà làm cho miếng sắt nó reset đó chính là cái độc tố mà nó sinh ra trong quá trình oxy hóa. Và cái độc tố đó, Phương này hay gọi độc tố cho người ta dễ hiểu đúng không ạ? Tại vì nhiều khi nhiều tên khoa học trong cùng một ngày quá nhớ không hết. Nhưng mà cái độc tố này tên khoa học của nó là gốc tự do. Rồi, chi tiết nó hoạt động như thế nào trên mạng nhiều lắm. Hôm nay Phương không muốn nói sâu về khoa học quá. Chúng ta hiểu về cơ chế thôi. Những cái gốc tự do này các anh chị, nó có một cái sức mạnh rất kinh khủng. Đó là nó có thể ăn sâu vào trong cái tế bào của mình. Nó ăn sâu qua màng tế bào. Tế bào chúng ta nó có cái màng mặt bên ngoài các anh chị. Nhưng mà cái gốc tự do này có thể ăn thủng cái màng đó. Và nó hoàn toàn có thể đi sâu vào trong tế bào của mình. Và vào trong cái nhân tế bào của mình. Cái nhân của tế bào mình là cái gì các anh chị? Ở đây hồi xưa học sinh. Không học sinh cả, hoặc là có học nhưng mà trải hết thầy cô rồi. Ok các anh chị, nhân của tế bào của mình, đây là các anh chị, chính là cái nhân này nè, chính là cái gen của chúng ta đó. Chính là ADN ha, là tiếng Anh là DNA. DNA đây các anh chị. DNA nó là thứ quyết định chúng ta cao hay thấp đúng không ạ? Tóc xoăn hay tóc thẳng. À, da vàng hay da trắng, mắt xanh hay mắt nâu hay mắt đen, đúng chưa? Gen. Có nghĩa là đây là cái quyết định chúng ta như thế nào và cái tế bào là cái mầm sự sống của chúng ta. Ok. Vậy thì nếu như mà gốc tự do này nhiều quá và nó liên tục tấn công tế bào, nó liên tục tấn công DNA mà chúng ta không có cái gì để bảo vệ, không có cái hàng phòng vệ gì để chống lại nó thì sẽ tới một lúc nó làm tổn thương cái DNA này. Tổn thương các anh chị. Tổn thương rồi thì nó sẽ biến đổi. Chúng ta hiểu khái niệm này không ạ? Tức là chúng ta tưởng tượng về dễ hiểu, hiện giờ cái DNA rất là tròn, một vòng tròn hoàn hảo. Nhưng mà nếu bị gốc tự do tấn công làm tổn thương, làm biến đổi thì nó sẽ bị méo. Nó méo mó đó, nó biến dạng, nó biến đổi, nó tổn thương. Và vậy thì đây là mới có một cái tế bào trong cơ thể của mình thôi các anh chị, đúng không ạ? Cơ thể chúng ta là hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu tế bào. Vậy nếu cái quá trình này xảy ra quá nhiều, quá liên tục và chúng ta không có cái hàng rào bảo vệ nào, không có cái gì bảo vệ lại DNA của chúng ta, mà chúng ta liên tục bị tổn thương và biến đổi cái DNA này, cái gen này, thì sẽ đến một thời điểm, ok, trong cơ thể của mình sẽ nhiều tế bào bị tổn thương hơn là tế bào khỏe mạnh.
đúng chưa? Sẽ tới một thời điểm cơ thể chúng ta sẽ nhiều DNA bị biến đổi hơn là DNA bình thường, và khi thời điểm đó xảy ra đó chính là ung thư, đúng không ạ? Ung thư nó đơn giản là sự phát triển bất bình thường của những tế bào bị tổn thương, bị biến đổi, những tế bào không bình thường đó. Ok nghe nhỉ? Cho nên đây chính là rủi ro và đây chính là nguồn gốc của ung thư. Vậy thì cơ thể chúng ta nếu như mà hít thở oxy một cách tự nhiên như vậy, oxy hóa một cách tự nhiên như vậy, thì thật ra thiên nhiên nó cũng không có chơi ác với mình lắm đâu. Thì nó cũng đã cho mình một cái vũ khí để phòng vệ lại rồi. Đó là một cái chất có sẵn trong tự nhiên luôn các anh chị, và đó là chất chống oxy hóa. Ok, các nhà khoa học rất là sáng tạo, không biết đặt cho nó một tên gì khác. Cho nên là cái chất này có thể chống lại được quá trình oxy hóa, nên chúng tôi sẽ đặt tên cho nó là chất chống oxy hóa. Tên hơi dài, ok, nhưng mà thôi cũng dễ nhớ đúng không ạ? Bây giờ hiểu rồi thì dễ nhớ đúng không ạ? Chất chống oxy hóa các anh chị. Và cái chất chống oxy hóa này đây, trong hình này người ta thể hiện bằng những cái viên màu xanh này các anh chị. Những chất này nó có khả năng trung hòa các gốc tự do đi. Trung hòa đi, nó các anh chị tưởng tượng nó giống như những hàng rào bảo vệ vậy đó. Và giống như cô Nga hay nói là quân địch tấn công, nhưng mà công an bộ đội rất nhiều, cho nên chống lại được hết. Ok, còn nếu cái lượng chất chống oxy hóa, cái lượng hàng rào phòng thủ này, công an bảo vệ của mình ít quá thì mình teo. Như vậy là dễ hiểu đúng không ạ các anh chị? Rồi, tới đây có ai có câu hỏi không ạ? Dễ hiểu đúng không các anh chị ha? Rồi, thế thì tại sao chúng ta vẫn phải lo về cái khái niệm oxy hóa này các anh chị? Bởi vì trong thời đại ngày nay á, chúng ta không đơn thuần là oxy hóa một cách tự nhiên. Oxy hóa tự nhiên là sao các anh chị? Là oxy hóa do chúng ta làm gì ạ? Chúng ta hít thở không khí đúng không ạ? Chúng ta bây giờ không đơn thuần là oxy hóa một cách tự nhiên nữa, mà chúng ta bây giờ còn bị oxy hóa một cách nhân tạo. Thế mới khổ. Không tự nhiên các anh chị. Và cái oxy hóa không tự nhiên này tới từ việc là chúng ta ăn sai này, đúng không ạ? Một, ăn quá nhiều. Ai mà càng nhiều mỡ thì người đó càng dễ bị oxy hóa. Ok không ạ? Mỡ của ai càng nhiều thì oxy hóa càng cao. Cho nên ở đây, nhưng mà hôm nay không có ai béo hết. Tôi định nhắm một ông đồng chí đâu đó béo coi là màu đỏ hay màu cam, tại thường béo là đỏ cam hết à. Đỏ cam đó là điểm thấp đó. Chúc Phương giải thích thêm vào cái điểm nha. Rồi, một là chúng ta ăn sai nè các anh, hai là chúng ta sống sai. Sống sai là sao các anh chị? Quá ít tập thể dục. Ok không ạ? Và xem quá nhiều tivi, nhìn quá nhiều màn hình. Đúng không ạ? Laptop, điện thoại. Hả? Bây giờ chúng ta quá quen rồi, ra nhà hàng hay là ra cà phê gì là thấy một cái bàn la liệt đồ ăn thức uống và tất cả những con người cắm vào điện thoại. Đi đâu cũng vậy à, cho nên là gì ạ? Ngoài ra thì đó là do chúng ta tiếp xúc với lại ánh nắng gay gắt nữa à, thì xin chúc mừng tất cả chúng ta. Chúng ta đang sống tại Việt Nam, ánh nắng gay gắt là một đặc sản không bao giờ thiếu, không có năm nào nó hết á. Cho nên là cái này là trước sau gì cũng teo rồi. Các bạn muốn giảm thì qua một nước nào không có ánh nắng mặt trời thôi. Ok rồi, ngoài ra đó là khói thải đúng không ạ? Thì gần đây chúng ta nghe quá nhiều về, các bạn nào hay dùng ứng dụng không? Ngày nào tôi lên Facebook cũng thấy tràn lan những con người chụp ảnh bằng hình ứng dụng á. Ứng dụng mà nó đo không khí đó, coi hôm nay là ô nhiễm tới đâu á. Thế bảo rồi up lên đây được cái gì, giải quyết được chuyện gì vậy? Thừa biết là rất là ô nhiễm rồi, nhưng mà ngày nào cũng thấy mọi người up lên rất là nhiều hình đúng không? À, khói thải, bụi mịn trong không khí đủ thứ đúng không ạ? À, khói thuốc lá này, ok, bia rượu này. À, nhưng mà một trong những có hai cái yếu tố nguy hiểm nhất các anh chị mà chúng ta không thể kiểm soát và cũng không thể thay đổi. Thứ nhất đó là vấn đề về, xin lỗi, có thể thay đổi nhưng rất khó, đó là stress. Được không ạ? Tại vì stress nó là một thứ rất là vô hình nha anh chị. Và 99% chúng ta nghĩ rằng chúng ta không stress, nhưng thật ra chúng ta đều bị stress. Ok các anh chị ha. Và có những người càng đầy đủ, càng nhiều điều kiện, càng không có gì để lo thì ban đêm lại càng mất ngủ vì lo. Phương gặp rất nhiều người như vậy rồi ha. Rồi, và bên cạnh stress thì còn một vấn đề nữa chúng ta không thể kiểm soát, đó là vấn đề về di truyền. Ok không ạ? Có nghĩa là nếu như mà cha mẹ của chúng ta, gia đình bây giờ cái test gen nó ngày càng phổ biến là như vậy. Tại vì người ta có thể biết trước được, ví dụ cha mẹ mình đã từng có cái gen về huyết áp cao chẳng hạn, thì khả năng cao mình cũng có cái gen về huyết áp cao trong người. Tức là cái rủi ro bị huyết áp cao của mình nó cao hơn người thường. Ok? Nếu cha mẹ mình từng có bệnh tim, từng có ung thư, thì mình cũng có khả năng cao di truyền cái gen đó trong người mình. Vậy thì cái rủi ro mình bị những bệnh đó nó cũng cao hơn người thường. Ok các bạn. Thế tất cả những yếu tố này bây giờ nó làm cho cái quá trình oxy hóa nó ngày một tăng cao đúng không ạ? Ngày một nhiều lên, trong khi chúng ta thì không làm gì để tăng hàng phòng vệ của mình, đúng chưa? Chúng ta không làm gì để tăng hàng phòng vệ, thậm chí chúng ta còn ăn sai, sống sai, còn giảm hàng phòng vệ nữa, đúng không? Như kiểu là mở cửa mời vô lấy đồ đó, mời các anh trộm cướp vào nhà em, xin mời, đúng chưa? Rất là nguy hiểm. Đó, cho nên là vậy thì cái máy này đó các anh chị, hồi nãy khi các anh chị đo và các anh chị được đeo à trên tay đó, các anh chị thấy đây chính là tác dụng của cái chất chống oxy hóa này. Ok dạ. Khi một trái táo chúng ta chẻ ra làm đôi, chúng ta đặt lên bàn, chưa kịp ăn thì có đứa gọi điện thoại cho mình.
Rồi mới nhấc điện thoại lên thì mắng nó là để tao ăn táo đã. Xong mình đặt điện thoại xuống. Thì mình quay lại thường là trái táo nó sẽ trông như thế này đúng không ạ? Thì đây là cũng là tình trạng gì của trái táo các anh chị? Cũng là tình trạng của xì bà đúng không ạ? Nhưng mà tại sao cái nửa bên còn lại của trái táo nó lại trắng hơn các anh chị? Cái nửa này nó vẫn oxy hóa nha các anh chị. Các anh chị đứng ngồi xa có thể nhìn không rõ đó. Thật ra nửa bên đó nó cũng hơi nâu và nó hơi thâm đó, chứ không phải là nó trắng hoàn toàn đâu, nhưng mà nó vẫn sạch hơn nửa này rất nhiều. Thì thường đây là một cái thí nghiệm các anh chị tự làm ở nhà cũng được. Thường cái nửa bên này đó là khi người ta đã vắt cái nước cốt chanh lên trên bề mặt trái táo. Tại vì trong nước cốt chanh có rất nhiều tất cả mọi người đều thuộc axit. Dạ ok, nhưng mà ý là ngoài axit ra thì còn một chất rất quan trọng, đó là chất chống oxy hóa. Ok, còn axit có thể cũng là một chất chống oxy hóa, nhưng em không biết chắc lắm. Ok, cũng là một chất chống oxy hóa, và chính vì thế nó làm chậm lại đúng không ạ, nó giảm thiểu những cái tác hại của gốc tự do. Ok, đây là một cái ví dụ về hình ảnh chúng ta dễ cảm nhận hơn thôi. Vậy thì số đo các bạn có ý nghĩa gì? Ok rồi, anh chị em nào đang đeo vòng màu đỏ, trời ơi chúc mừng. Toàn những con người rất trẻ trung. Ok, chúc mừng các bạn. Không mừng lắm đâu, tôi nói vậy thôi, đừng tưởng thiệt. Okay, đừng gì hết. Khi mà Phương đi đo cái máy này nè, Phương gặp rất là nhiều người lớn tuổi. Và trước khi ngồi xuống đo cái máy, bao giờ mấy cô cũng nói là kiểu này chắc điểm của cô thấp quá. Chưa biết điểm thấp là tốt hay là cao, là tốt hay là vì sao. Nhưng mà chắc là điểm cô xấu quá, sao vậy cô? Cô già quá rồi mà mấy đứa trẻ chắc là điểm tốt hơn cô. Có nhất thiết là thế không các anh chị? Không hề nha. Đây, càng trẻ điểm càng dở. Ok. Rồi, các đồng chí mà màu đỏ. Các bạn nhìn thấy ở đây nó để cái chữ gì không ạ? Thấp. Ở đây nó để chữ gì các bạn? Cao. Giờ các bạn tự suy được màu đỏ là tốt hay xấu chưa? Không phải là xấu đâu mà rất rất xấu. Tại sao màu đỏ rất xấu các bạn? Màu đỏ thể hiện rằng hiện giờ trong cơ thể các bạn, chất chống oxy hóa này nó đang ít. Nó đang ít các bạn. Khi cái chất chống oxy hóa là cái chất bảo vệ cơ thể mình mà nó ít, ok, khi cái chất này nó ít và điểm chúng ta nó thấp á, thì điều đó có nghĩa là cái rủi ro ung thư của chúng ta nó cao hay nó thấp các bạn. Ok, may quá, nãy giờ mình nói mọi người có hiểu chứ không là suy luận sai rồi. Ok, có nghĩa là rủi ro ung thư của mình nó cao. Rồi Phương xin lưu ý đây là cái chữ rủi ro. Ok, rủi ro là gì chút tôi giải thích, chứ không có nghĩa tôi bảo là mấy ông đỏ là ung thư hết, chúc mừng, không phải vậy. Ý là rủi ro các bạn nó cao, tức là các bạn dễ bị hơn người khác. Hiểu đây nào các bạn, dễ bị hơn. Rồi, còn nếu như mà chất chống oxy hóa, tức là chất bảo vệ trong cơ thể của mình nó nhiều, ok, và cái điểm số này của mình nó cao, thì rủi ro ung thư của các bạn nó thấp. Ok, đó là lý do vì sao đó thì không nên vui lắm đâu. Ok, các bạn đó là đang rất tệ. Có nghĩa là hiện giờ cái hàng phòng thủ, cái hàng bảo vệ DNA các bạn, công an bộ đội đó, gần như không có gì. Ok, dạ. Yeah. Và các bạn đang mời gốc tự do tấn công thoải mái, muốn làm gì làm. Ok, dạ. Yeah. Và như thế thì cái rủi ro xảy ra ung thư của chúng ta cực kỳ cao. Ok, các bạn ha. Rủi ro là gì? Chúc Phương sẽ nghĩ cho các bạn. Rồi, rồi những anh chị em nào màu cam? Một vài màu cam đúng không ạ? Dạ. Yeah. À, có màu vàng đúng không? Em xin lỗi anh, em đã bỏ rơi anh. À, vàng anh sau. À, đúng rồi. Vàng anh đỡ hơn cam. À. Rồi, các bạn màu cam vậy. Màu cam hả chị? Trời ơi. Da chị đẹp quá mà sao màu cam vậy? Hên luôn, có nhiều người da đẹp nhưng mà ăn uống có sai cách hay gì đó không biết. Rồi. À, màu cam đó các anh chị. À, cũng không khá hơn màu đỏ là bao nhiêu. Đây, đôi bạn thân. Ok. À, tất cả những anh chị em mà màu cam và màu đỏ các anh chị, thì hoặc là hiện giờ chúng ta đang ăn sai. Tức là chúng ta ăn ít rau củ quả trái cây. Rồi, xin hỏi các đồng chí cam và đỏ, bình thường cứ ăn rau củ quả trái cây không ạ? Có hả chị? Nhiều không chị? À, ăn nhiều hơn tinh bột, tốt quá, dạ. Rồi nhưng mà trái cây thì nó có rất là nhiều loại trái cây chị. À, chị hay ăn sầu riêng hay là hay là xoài hơn? Hay là sao chị cười, hay là em nói đúng hả? Hay là chị hay ăn trái cây gì? Mấy trái lê, trái bơ, ngoài sạch, trái cây chị không có mua. Dạ. Dạ, trái cây tự nhiên thì rất là tốt. Nhưng ý em là loại gì đó, tức là quả gì đó, trái gì đó. Nhớ không ra là khỏi tính luôn đi. Không, em chọc thôi. À, thích ăn gì thì mua. À, ok. Rồi, thích ăn gì thì mua. À, xin nhắc lại là không phải trái cây nào cũng có khả năng chống oxy hóa. Ok, những trái nào mà chống oxy hóa tốt thì sau chương trình Phương sẽ, em có cái slide đó ha, sẽ gửi thông tin ra cho mọi người. Nói chung đó các anh chị, cái gì chua và cái gì đắng, tóm lại là những thứ mà ăn vô nó không ngon á, thì rất tốt cho sức khỏe. Đúng hả? Còn cái gì ngọt, cái gì béo, cái gì bùi thì sao các bạn?
ăn sướng không ạ, ăn vô sướng, nhưng mà càng ăn càng chết. Tôi nói trước, càng ăn dễ chết. Okay. Cho nên là trái cây thì các bạn cứ chọn cái nào khó ăn nhất ăn giùm tôi. Ha? Cam, chanh, bưởi gì đó các bạn ha. À, rồi, thế thì đó là những cái trường hợp của các bạn đỏ và cam ha. Các bạn trẻ trẻ màu đỏ hồi nãy giơ tay tôi khỏi hỏi, tôi biết chắc là các bạn không ăn trái cây rồi. Tôi cũng biết luôn là ngày nào cũng thức đến 2 và 3 giờ sáng đúng không? Đúng không mấy đồng chí đỏ? Trốn hết rồi, trốn hết rồi, đứa nào giống nhìn tôi hết hả? Và ngoài việc là thức đến 2-3 giờ sáng thì tôi thấy là các bạn còn trẻ quá, khả năng cao bản thân của các bạn là mì gói. Đúng không? Bản thân của chúng ta là Hảo Hảo nè, bản thân của chúng ta tên là gì nữa quên rồi, Ba Miền nè, à, gì nữa hả? Omachi nè, đó bản thân, đừng có tưởng làm được khoai tây thiệt nha, mà nó có làm khoai tây thiệt cũng không tốt đâu, đừng ăn nhiều. Rồi, cho nên đó là cam và đỏ. Ok chưa? Cho nên là những đồng chí cam và đỏ này vui lòng, nếu hiện giờ ăn chưa đúng thì vui lòng ăn đúng hơn giùm tôi. Đấy. Nếu mà khó quá các bạn chỉ cần mỗi ngày ăn một trái chanh là được rồi, rẻ quá đúng rẻ đúng không? Hơi chua hơi khó ăn đúng không? Nhưng mà chịu khó ăn đi, còn ông nào mà bị dạ dày thì đừng ăn chanh, đừng không có ăn vô đâu dạ dày là chửi tôi nữa. Nhưng mà đồng chí nào mà đau dạ dày thì chịu khó ăn một vài cái trái cây mà tốt cho chống ung thư. Ví dụ rất dễ ăn và rất rẻ, đó là táo. Ok chưa? Nhưng mà táo ra ngoài bây giờ mua ăn dám ăn không các bạn? Cô không biết táo nào là Úc mà táo nào là táo Trung Quốc đúng không? Rồi, nhưng mà hơi ráng đi, còn hơn là không. Ok, rồi, táo là dễ nhất nha các bạn. Rồi, còn những bạn nào mà hiện giờ đang thức khuya thì chịu khó đi ngủ giùm tôi trước 12 giờ đêm. À, trách nhiệm và lương tâm của tôi là phải nói như vậy thôi, còn tôi biết nói ra không thằng nào làm đâu. Tôi cũng không làm, hình ảnh tôi thức khuya à. Nhưng nếu tốt hơn hết, thật ra là đẹp nhất là 10 giờ nha các bạn. Nhưng mà không ai đi ngủ lúc 10 giờ hết á, tôi biết. Ha, tại vì sau 10 giờ là cơ thể mình bắt đầu thải độc rồi. À, để cho nó thải độc, ok. Rồi, thế thì đó là cam và đỏ, ok. Còn đương nhiên nữa chúng ta có những lối sống hại cho sức khỏe như là thuốc lá, rượu bia, hút chích gì đó thì bỏ được dùm thì tốt. Rồi, đâu đó ở giữa các bạn là những đồng chí vàng và xanh lá cây. À, vàng và xanh lá cây cho em xin cánh tay nào. Xanh lá cây, dạ không sao. Chị xanh dương cao nhất, em nhìn chị nãy giờ với chị cao nhất. Rồi, vàng và xanh lá cây, wow, chúc mừng. Wow, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, rất hay, rất hay. Rồi, chúng ta có một người khách đặc biệt đến từ Đài Loan. Chút xíu tôi giới thiệu lên, chia sẻ với các bạn. À, vàng và xanh lá cây, rồi. Chúc mừng các bạn đang ở trong cái bẫy lớn nhất của cuộc sống. Đó là các bạn đang ở giữa. Mà ở giữa là một vị trí rất là vô thưởng, vô phạt. Đúng không ạ? Và khi mà đã ở giữa là các bạn thì cái rủi ro các bạn rớt xuống dưới đó, nó cao hơn là rủi ro các bạn được lên trên. Thực tế là như thế các bạn, tại vì khi ở dưới rồi là mình dễ chủ quan đúng không ạ? Mình nghĩ là trời ơi, mình vàng mà, mình đâu có bị đỏ đâu. Đáng đời với thằng đỏ. Xong mình về mình ăn chơi thác loạn, cái tháng sau lên đò thấy mình đỏ. Ok chưa? Cho nên là vàng đó các bạn không có nghĩa là các bạn khá hơn chút nào đâu. Các bạn cũng phải lưu ý giùm cho mình ăn uống và sinh hoạt. Ok các bạn ha, ăn uống và sinh hoạt như thế nào thì đó, chi tiết Phương sẽ về Phương gửi sau. Nhưng mà nãy giờ Phương nói là các bạn hiểu rồi. Đúng ạ, với lại ăn uống sinh hoạt như nào tốt cho sức khỏe thì chúng ta thừa biết rồi. Ok, tôi không cần nói nhiều quá. Trên mạng bây giờ rất là nhiều các bạn. Rồi, và cuối cùng những anh chị em nào mà xanh dương, tôi thấy có một ở đây thôi. À, xanh dương nào nữa không các bạn? Wow, hai đây ghê gớm, dễ hả? Bao nhiêu điểm? Nó không nhớ luôn. Thấy chưa? Chủ quan. Đo sau chỉ biết tôi rất cao, không biết cao bao nhiêu điểm. Rồi, chỉ có hai người xanh dương. À, xin chúc mừng hai con người xanh dương duy nhất trong căn phòng. Đó là các bạn đang ở một chỗ tương đối an toàn. Đúng không ạ? Chị có nhớ số điểm cụ thể của mình không chị? À 56.000. Dạ ok. 56.000. Thật ra gọi là quá cao, đó là quá cao trong căn phòng này thôi. Dạ cũng chưa phải là cao lắm. Em lấy một ví dụ để chị tin vậy. Chị Thi, dạ em lấy một ví dụ để chị Thi so sánh. Ví dụ như ba em đi, sinh năm nay là 64 tuổi đúng không ạ? Thì số đo của ba em đó là 75.000. Cho nên là chúng ta vẫn có thể làm tốt hơn, nhưng 56 là chúng ta cũng đã ở mức an toàn trở lên rồi. Ok không ạ? An toàn tức là hiện giờ chúng ta đang bảo vệ khá tốt. Rồi hiện giờ mình ăn uống như thế nào, sinh hoạt ra sao, cứ tiếp tục như vậy. Đồng chí kia không biết hên sao cho tôi biết mặt này là cũng ăn mì gói và cũng thức khuya nè. Mà không hiểu sao nó được, hay là trước khi đo nó ăn trái chanh hay gì đó. Mà sao nó được thế? Màu xanh tôi nghi lắm à. Ok, cho nên là hiện giờ mình đang ăn uống và sinh hoạt như nào, mình cứ làm như thế ạ. Thì nó sẽ duy trì. Nhưng nếu mình muốn tốt lên thì mình làm nhiều thêm một chút nữa. Dạ, có thể thêm đi tập luyện nè, có thể thêm yoga nè. Ha chị ha. À, có thể mình còn lo nghĩ hay gì đó, mình có thể yoga cho thư giãn, relax. Thì điểm số của mình nó sẽ còn cao hơn nữa. Ok không ạ? Rồi, thế các bạn sẽ thấy là gì? Khi mà chúng ta có cái số đo này rồi các bạn, đây là cái thiết bị đầu tiên cũng như là duy nhất trên thế giới này kiểm tra cho chúng ta biết là hiện giờ đó, cơ thể chúng ta được bảo vệ hay là không được bảo vệ. Ok không ạ? Và cái thông tin này là các bạn, nó còn quan trọng hơn là thông tin xét nghiệm máu nữa.
Tại vì cái thông tin này các bạn vô bệnh viện người ta không kiểm tra cho các bạn được đâu. Đúng chưa ạ? Phần lớn các anh chị chúng ta nghĩ về sức khỏe của mình như sau: hoặc là tôi khỏe. Ok? Hoặc là nếu như mà ngày hôm nay tôi đang nằm bệnh viện và tôi đang phải uống thuốc thì đó, lúc đó tôi bệnh. Đúng không ạ? Và chúng ta chỉ nghĩ là hoặc là mình khỏe hoặc là mình bệnh thôi. Nhưng mà thực tế nó có như thế không ạ? Không nghe anh chị, sức khỏe của mình không phải là hôm nay tôi khỏe quá, khỏe, xong bụp một ngày tự nhiên mình bệnh. Đâu phải vậy các anh chị. Những ngày mình tưởng là mình khỏe đó, đôi khi là gì ạ? À? Thực ra mình đang màu đỏ, màu cam mà mình không biết, chẳng qua là mình chưa uống thuốc thôi. Thì mình nghĩ là mình khỏe đúng không ạ? Nhưng thực tế là những ngày này mình đang đỏ và cam rồi, và mình đỏ và cam liên tục trong 6 tháng thì sẽ có một ngày mình vô bệnh viện. Đúng chưa ạ? Cho nên cái máy này nó kiểm tra chúng ta một thứ rất quan trọng mà bệnh viện cũng không kiểm tra được, đó là nó gần như là cái máy báo xăng vậy đó. Nó báo chúng ta biết là hiện giờ chúng ta đang cạn xăng, tức là màu đỏ và màu cam. Ok? Hay là hiện giờ xăng chúng ta đang trung bình còn cầm cự được, đó là màu vàng và màu xanh lá cây. Đúng chưa ạ? Hoặc là hiện giờ chúng ta đang đầy xăng, đó là đâu đó khoảng màu xanh dương. Ok? Thì cái máy này nó kiểm tra được cho chúng ta. Tại sao chúng ta cần biết thông tin này các bạn? Thông tin này có lợi gì cho mình? Nghe thì hay quá nhưng mà có lợi gì cho chúng ta các anh chị? Để mình điều chỉnh. Yes. Hay quá chị ơi, chính xác. Đầu tiên là chúng ta biết cái gì, tức là chúng ta đo cái máy. Ok. Sau khi biết rồi chúng ta mới đưa ra quyết định được là vậy mình có điều chỉnh điều gì về cái lối sống hiện tại của chúng ta hay không. Và chúng ta điều chỉnh, chúng ta ăn tốt hơn, chúng ta sinh hoạt tốt hơn. Một tháng sau chúng ta quay lại đo máy. Chúng ta nên đo hàng tháng thì tốt các anh chị. 6 tháng để kiểm tra sức khỏe một lần. Nhưng mà sức khỏe thường là kiểm tra ra là đã trễ rồi đúng không ạ? Bệnh viện, mình vô bệnh viện, bệnh viện kêu bị bệnh rồi. Ủa, vậy đâu có khả năng phòng ngừa gì đâu. Lúc đó là tìm cách chữa thôi. Đúng gì ạ? Thế là vô bệnh viện mà phát hiện nó bệnh là quá trễ rồi. Còn ở đây nó cho chúng ta điều chỉnh để chúng ta phòng ngừa các anh chị. Và điều chỉnh xong rồi mỗi tháng quay lại đo. Mà 3 tháng sau khi chúng ta đã điều chỉnh và làm tốt hơn rồi nhưng quay lại điểm số chúng ta nó không cải thiện. Tại vì bây giờ chúng ta có cái theo dõi mà. Thì chúng ta thấy rằng những cái nỗ lực điều chỉnh của chúng ta hoặc là chưa tốt lắm, hoặc là làm tốt rồi nhưng trong người mình rõ ràng có vấn đề gì đó về gen đúng không ạ? Hay là có vấn đề gì đó về khả năng hấp thu của các cái dưỡng chất đúng không ạ? Hoặc tóm lại có vấn đề gì đó đang sai trong cơ thể mình đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta mới làm những cái chuyên sâu hơn. Chuyên sâu bao gồm những gì các anh chị? Nếu chúng ta nghi ngờ trong người mình chắc đang có cái gì đó sai sai nên làm hoài nó không lên điểm thì chúng ta có thể đi test gen đúng không ạ? Hoặc đi tầm soát ung thư đúng không ạ? Test gen là các anh chị, tầm soát ung thư là các anh chị. Và đặc biệt quan trọng nhất đó là nếu như tài chính cho phép các anh chị, lúc đó chúng ta bắt đầu dùng thực phẩm bổ sung. Ok chị ạ? Còn nếu anh chị tài chính cho phép thì thôi đừng khỏi suy nghĩ, dùng luôn đi đã nhức đầu. Tại vì trước sau gì chúng ta cũng phải có hàng phòng vệ bảo vệ à. Ok các anh chị ha. Chỉ khi nào chúng ta không tài chính không cho phép thì mình hãy làm những việc kia trước. Ok, rất rõ ràng các anh chị. Rồi, Phương sẽ kết thúc cái phần chia sẻ của mình bằng một cái câu chuyện về rủi ro. Ok, đằng sau Phương còn rất nhiều thông tin hay về ăn uống như thế nào. Ủa, hết rồi hả? Slide này hết rồi. Rồi, không sao, về Phương sẽ gửi slide khác cho các anh chị. Ha, Phương còn rất nhiều thông tin hay về ăn uống, về sinh hoạt, về tập thể dục, về đủ thứ, tâm trí, đủ thứ. Nhưng về Phương gửi sau. Nhưng hồi nãy giờ Phương nói rất nhiều về khái niệm rủi ro đúng không ạ? Rồi, xin các bạn hãy hiểu cho Phương là nãy giờ cái con số này nó liên quan đến rủi ro ung thư của chúng ta. Điều đó có nghĩa là nếu hôm nay bạn 10.000 điểm về thì trong vòng 60 năm nữa bạn nếu như mà không bị ung thư gì cả thì có nghĩa là cái máy này nó sai không ạ? Hoặc là nếu hôm nay bạn được, không nói số điểm của chị mất công, ví dụ hôm nay bạn được 60.000 điểm đi hả? Xong về tự nhiên 6 tháng sau bạn bị ung thư thì điều đó có nghĩa là cái máy này nó sai không ạ? Không đúng không ạ? Tại cái máy này nó chỉ nói một khái niệm, đó là cái rủi ro thôi. Ok. Có những người mỗi ngày hút một gói thuốc lá nhưng mà tới cuối đời vẫn không bị ung thư phổi không các bạn? Đúng không ạ? Và có những người cả đời không hút một điếu thuốc nào nhưng mà ở tuổi 26 một ngày thức dậy và bác sĩ bảo là em bị ung thư phổi. Có. Đúng không các bạn? Đấy là khái niệm về rủi ro. Rủi ro nó là một thứ chúng ta không đo lường được các bạn, chúng ta không thể đoán trước được. Rủi ro là 0.01%, có nghĩa là nó sẽ vẫn có khả năng xảy ra nhưng mà nó có xảy ra hay không chúng ta không biết. Bao giờ xảy ra chúng ta không biết luôn. Tại sao nó xảy ra không ai biết luôn. Và đó là rủi ro. Ok, thì cái câu chuyện này, cái rủi ro về sức khỏe Phương rất là thích, nên là đi đâu Phương cũng kể đó. Người đàn ông mặc áo xanh dương này không đẹp trai lắm, nhưng đây là một người sản xuất phim, nhà sản xuất phim nha, không phải đạo diễn, không phải diễn viên, mà là cái nhà sản xuất phim khá là có tiếng tại Hollywood. Thế thì một người đàn ông rất là trung niên đúng không ạ? Trông cũng tương đối khỏe mạnh đúng không ạ? Không phải là quá mập, bụng có vẻ hơi mỡ nhưng cũng không phải là quá tệ, trông cũng khỏe mạnh.
trong vai, trong ngực, có vẻ như là cũng có tập gym, ok. Và một người đàn ông rất là khỏe mạnh như vậy, năm mà anh 42 tuổi đó, thì một ngày nọ đang ngồi ăn cơm với gia đình đó, tự nhiên ông đổ gục xuống như này, tức là các bạn tưởng tượng đang ngồi ở bàn đó, bụp phát xuống, không biết gì luôn. Và gia đình kiểu hoang mang, không thể tưởng tượng một chuyện như vậy, tự nhiên trên trời rơi xuống, thế là vội vàng đưa ảnh vào cấp cứu. Vào cấp cứu thì bác sĩ cũng không biết anh này bị bệnh gì luôn. À, và người ta chỉ biết rằng chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa để cứu ông này. Nếu mà trong 48 tiếng đồng hồ đó không có vực ông này dậy được thì coi như ông ra đi luôn. Ok vậy ạ. Về sau thì bác sĩ người ta phát hiện ra là ông này bị một cái bệnh, đó, tên khoa học rất là dài. Và cái bệnh đó chỉ có nghĩa là đến một cái ngày nhất định vào một cái giờ đẹp trời thì toàn bộ cơ quan lục phủ ngũ tạng trong người mình nó quyết định là nó không thích làm việc nữa, và thế là nó sập nguồn. Okay, nó quyết định nó đóng máy, tắt điện, tắt nguồn, nó không chơi nữa. Bác sĩ phát hiện ra bệnh đó. Cái mình kêu rồi phát hiện ra vậy rồi làm được chuyện gì? Đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Hả? À, trên các chúng ta thấy là gì? Y khoa lúc nào cũng đi sau một bước. Đúng không ạ? À, y khoa là chỉ xử lý những gì đã xảy ra rồi thôi. Đó. Thế thì cuối cùng may quá, sau 48 giờ đồng hồ bác sĩ vẫn cứu được ông này. Nhưng mà cứu xong thì các bạn thấy bàn tay này có gì lạ không? Mất ngón đúng không ạ? Nó ngắn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đó là bởi vì trong lúc mà ông bất tỉnh nhưng ông hôn mê như vậy đó, thì toàn bộ cơ quan lục phủ ngũ tạng trong người nó dừng hoạt động. Thì cơ thể của mình nó rất là tuyệt vời các anh chị, bộ máy con người mình rất kỳ diệu. Nó được lập trình để trong cái trường hợp khẩn cấp thì cơ thể nó làm một việc thôi, đó là dùng toàn bộ, còn bất kỳ khả năng là pin ở đâu nữa thì dùng, đưa máu về nuôi tim và nuôi não. Ok, để mình không chết. Chứ không mà chết não là mình thành thực vật đúng không ạ? Và chết tim thì thôi luôn rồi. Đó, cho nên là khi mà nó rút toàn bộ máu về nuôi tim và nuôi não các anh chị, thì ở phần ngón tay này, tay chân là không còn máu nữa mà nó rút hết về. Cho nên là phần ngón tay này nó hoại tử, không có máu nuôi sống nó chết, nó hoại tử. Và khi hoại tử thì bác sĩ bắt buộc phải cắt đi, bởi vì nếu không cắt đi thì nó, cái tế bào này chết rồi nó sẽ chết lan và sẽ đến lúc mất luôn cả cánh tay hoặc chết nguyên người luôn. Cuối cùng bác sĩ phải cắt ngón tay đi. À, nhưng mà bàn tay này thì bình thường, bàn tay này vẫn chưa là gì đâu các anh chị. Các anh chị thấy bàn tay này có gì lạ không? Dạ, nó phình ra đúng không ạ? À, ngoài phình ra nó còn có gì khác với bàn tay của ông không các anh chị? Khác màu đúng không ạ? Xin giới thiệu với các bạn, đây là ca phẫu thuật đầu tiên tại nước Mỹ khi mà người ta ghép tay của một người khác vào cho một người đang sống. Kinh khủng đúng không ạ? Và đó lý do vì sao mà cái câu chuyện này nổi tiếng tới mức nó lên báo luôn. Phương đọc cách đây cũng phải 3-4 năm rồi. À, tự nhiên Phương biết đến câu chuyện này, rất là có duyên mình biết đến câu chuyện này. Bởi vì đây là bình thường khi mà chúng ta bị cụt tay cụt chân, người ta lắp cho mình đồ giả đúng không ạ? Nhưng đây là lần đầu tiên người ta lắp một cái tay còn sống của một người đang sống, nhưng mà người ta hiến tế bào gì tôi quên rồi, hiến nội tạng đó và đưa cho ông này. Kinh khủng, có nghĩa là toàn bộ ha, da rồi mạch máu rồi dây thần kinh rồi mọi thứ phải nối được hết, mà vẫn nối được, vẫn làm được. Thì các bạn thấy là y khoa bây giờ nó cũng kinh khủng như thế nào, đúng chưa ạ? Nhưng mà câu chuyện nó thì liên quan gì tới chúng ta? Nó liên quan ở chỗ là khi ông này ông tỉnh dậy, các bạn khỏe mạnh rồi, tay của người khác nhưng mà dùng được bình thường rồi, ông mới quay qua ông hỏi bác sĩ một câu là tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi. Có đúng là khi có cái chuyện gì mình không có ngờ tới, hoặc là nó không may, hoặc là nó không vui, nó xảy tới với mình rất hay hỏi câu đó không ạ? Mình rất hay hỏi là sao chuyện này xảy ra với mình, đúng không ạ? Và ông bảo là trời ơi, trong tất cả những năm qua tôi ăn uống cũng rất là khỏe mạnh, dân giàu ở Hollywood mà các bạn, đâu có phải là người nghèo không biết ăn uống đâu, ăn uống đàng hoàng, tập thể dục đàng hoàng, sống lành mạnh, không bia rượu thuốc lá, mà tại sao chuyện này vẫn xảy ra với tôi? Thì bác sĩ nói một câu là à, anh biết không, từ trước giờ anh ăn đúng và sống đúng á, không phải là để bệnh nó không xảy ra với anh đâu, nghe không ạ? Mà từ trước giờ anh ăn đúng và sống đúng đó là để lỡ bệnh nó xảy ra thì anh vẫn còn cơ may sống sót, và rồi sau đó anh vẫn còn cơ may sống tiếp, ok không ạ? Cho nên là đó là cái khái niệm về rủi ro các anh chị. Và cái câu chuyện này tôi cũng rất là thích, tại vì đôi khi chúng ta hay có một cái tư duy, đó là tư duy trả giá với sức khỏe của chính mình, đúng không ạ? Mình hay nghĩ là trời này đắt tiền quá hả, nhưng mà thôi bỏ tiền ra mua, mua gì uống nha, tao mua gì uống đó nha, uống xong là phải giúp cho tao không có bệnh nha. Còn uống vô rồi mốt vẫn bệnh là quay lại mang vốn liền. Các bạn mình hay thấy không ạ? Chúng ta hay nghĩ là ăn cái này uống cái kia, dùng cái này là để mai mốt mình không bệnh, đúng không ạ? Nhưng mà không phải như vậy các anh chị, không phải như vậy. Chúng ta làm mọi thứ đúng, chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình đúng là để lỡ mà bệnh nó có xảy ra thì mình vẫn còn cơ may sống sót và sống tiếp. Tại vì nó là một thứ chúng ta không thể kiểm soát và không thể dự đoán được. Ok. Cho nên là cái cuối cùng Phương nhắn gửi với các anh chị đó là hy vọng chúng ta đừng có cái tư duy trả giá với sức khỏe của chính mình. Nếu như mà mình thật sự cảm thấy cần thiết, nếu mình thật sự cảm thấy quan trọng ha, thì mình đưa ra quyết định mình làm một cái gì đó cho sức khỏe của mình ngay ngày hôm nay. Và mình làm điều đó với mong muốn là
để mình có khả năng vượt qua bất kỳ những cái rủi ro gì mà cuộc đời nó trao tặng cho mình. Ok, chứ mình đừng trả giá với cái sức khỏe và cái mạng sống của chính mình. Về cả nhà. Rồi, một tràng pháo tay cho Phương đúng không ạ? Ok, các anh chị. Vậy thì đó là những cái thông tin khoa học mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh chị. Hy vọng sau ngày hôm nay các anh chị biết về chất chống oxy hóa, chúng ta hiểu về cái máy đo của chúng ta, và như vậy chúng ta đã có những cái kiến thức và thông tin phải nói là sâu sắc, ok, và quan trọng hơn đâu đó khoảng 80% dân số ngoài kia của xã hội rồi. Tại vì cho tới ngày hôm nay cũng còn rất ít người biết đến khái niệm này. Ok, và như Phương đã nói, cái máy này ở đây chúng ta nên kiểm tra và theo dõi nó mỗi tháng. Và điều tuyệt vời đó là ở Việt Nam đang được đo miễn phí, ráng đo đi các anh chị. Ok, chứ còn ở Mỹ đó các anh chị, ở cái thị trường mà nó phát triển hơn và người ta ý thức về sức khỏe hơn đó, thì mỗi lần đo là mất $15 đó. Còn ai 100 rồi hả? Được. Thế còn ở Việt Nam mình, bởi vì thị trường còn quá mới, đem về còn không ai biết nó là cái gì, không ai thèm đo, công ty bảo mệt mỏi quá cho đo miễn phí luôn hả? Và đo miễn phí 6 năm vừa qua luôn rồi. Thế là ráng đo luôn đi các anh chị nha. Rồi, thế thì bây giờ thì Phương sẽ giới thiệu một người chị bạn. Thì chị ở trong team kinh doanh của mình thôi, nhưng mà chị có những câu chuyện về sử dụng sản phẩm rất là hay và rất là dễ thương. Và cái điều đặc biệt đó là chị đi một con đường rất là xa, từ Việt Nam, thành phố gì em quên tên rồi, không nhớ tên, tiếng Đài khó nói quá, sang tới Đài Loan. Ok, và ngày hôm nay có dịp, có việc gia đình thì chị lại quay về Việt Nam gặp gỡ mấy anh chị em. Thì sẵn hôm nay chị tới đây sinh hoạt chung với mọi người đó. Phương muốn nhờ chị lên chia sẻ coi là cái trải nghiệm của chị về chăm sóc sức khỏe bản thân trong những cái đâu đó khoảng 2 năm qua đúng không ạ? Trong khoảng 2 năm qua nó như thế nào? Cùng với lại mấy cái dòng sản phẩm của công ty của Phương. Ok, cho nên là Phương muốn được mời lên chia sẻ chị Phạm Thị Linh. Rồi, một tràng pháo tay chị Phạm Thị Linh được không ạ?